Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã đến với kênh chia sẻ thông tin cùng Hayley. Trước khi chúng ta bắt đầu, kính mong quý vị hãy cho Hayley một like, đăng ký và chia sẻ. Xin chân thành cảm ơn. Thông tin hôm nay, Hayley xin gửi đến quý vị về vấn đề số tiền 1.200. Nếu quý vị chưa nhận được số tiền này mà đang quan tâm thì mời quý vị lắng nghe thông tin hôm nay nhé. Bộ Tài chính gửi 4 triệu thẻ ghi nợ cho những người chưa nhận được tiền cứu trợ. Theo thông tin của kho bạc, thì ngày 19 tháng 5 năm 2020, Bộ Tài chính sẽ gửi ra 4 triệu thẻ debit card cho những người chưa nhận được tấm chết 1 hai. Nếu quý vị chưa nhận được tiền cứu trợ virus corona của mình, có khả năng quý vị sẽ nhận được nó dưới dạng thẻ ghi nợ debit card. Bộ Tài chính đã công bố hôm thứ hai rằng khoảng 4 triệu người không có thông tin tài khoản ngân hàng trong hồ sơ với IOS sẽ được nhận một thẻ ghi nợ với số tiền tương ứng mà họ nhận được. Thẻ ghi nợ này an toàn, dễ sử dụng và cho phép chúng tôi cung cấp tiền của họ một cách nhanh chóng. Bộ trưởng Tài chính Stephen Mnuchin cho biết trong cuộc tuyên bố người nhận có thể ngay lập tức kích hoạt và sử dụng thẻ một cách an toàn. Các khoản thanh toán tác động kinh tế có giá trị lên tới 1.200 đô la cho các cá nhân và 2.400 đô la cho các cặp vợ chồng, cộng thêm 500 đô la cho những người phụ thuộc đủ điều kiện. Thẻ ghi nợ có thể mua hàng trực tuyến tại các nhà bán lẻ chuyển tiền giữa các tài khoản ngân hàng như chi phiếu hoặc tiết kiệm của quý vị và nhận tiền mặt từ ATM. Medabank đối tác ngân hàng của Kho bạc sẽ gửi thẻ bắt đầu từ tuần này. Hướng dẫn kích hoạt thẻ sẽ được bao gồm và cũng có thể được tìm thấy trực tuyến. Thì sau khi quý vị nhận được cái thẻ debit card này, nếu quý vị cảm thấy không an toàn khi sử dụng cái thẻ này thì quý vị có thể chuyển tất cả toàn bộ số tiền trong cái thẻ debit card này đến tài khoản ngân hàng mà quý vị đang sử dụng hoặc là quý vị có thể chuyển toàn bộ số tiền trong cái thẻ debit card này vào cái ngân hàng tiết kiệm hoặc là Quý vị có thể sử dụng cái thẻ debit card này đến cái trụ ATM và quý vị có thể nhận tất cả các uh, tất cả số tiền trong cái thẻ debit card này từ ATM bằng tiền mặt. Quý vị có thể rút hết tất cả các số tiền trong cái thẻ debit card này. Và nếu quý vị cảm thấy an toàn và quý, quý vị có thể sử dụng cái thẻ này bằng cái việc quý vị sử dụng hàng ngày mua sắm và shopping hay chợ búa gì đó thì quý vị có thể sử dụng cái thẻ này tại các cửa hàng tạp hóa nhỏ lẻ tất cả các trụ sở mà họ có thể sử dụng mà họ thanh toán bằng thẻ thì quý vị cũng có thể sử dụng cái thẻ này đó là những cái thông tin mà mà Bộ trưởng Tài chính Steve Mnuchin đã à, tuyên bố thì trong khi mà sau khi mà các à, quý vị đã nhận được cái thẻ đó cái thẻ debit card đó thì trong cái tờ mail nó sẽ kèm theo những cái à, tờ hướng dẫn làm thế nào để kích hoạt cái thẻ đó hoặc là quý vị có thể tìm kiếm cách kích hoạt thẻ debit card trên online trực tiếp đó là những cái thông tin mà an toàn khi mà họ đã cho quý vị một cái thẻ để sử dụng thì chắc chắn nó được thiết lập một cách an toàn đó là những cái thông tin mà hôm nay Haley muốn gửi đến quý vị cảm ơn quý vị đã xem cái thông tin của Haley và kính mong quý vị hãy đăng ký chia sẻ và hãy cho Haley một like để có động lực làm thêm nhiều những cái thông tin bổ ích hơn để truyền tải đến quý vị xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị